Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng giải trình việc tăng giá bán lẻ điện bình quân 8,36% kể từ ngày 20 tháng 3 vừa qua sau quá trình kiểm tra giả soát tại các đơn vị điện lực. Trong báo cáo này, Bộ Công Thương dẫn các cơ sở pháp lý cho thấy quá trình đề xuất và phương án tăng giá điện bán lẻ vừa qua đều được cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Giải thích về những phản ánh tiền điện cao gấp đôi gấp 3 lần sau tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 20 tháng 3. Bộ Công Thương cho biết kết quả kiểm tra thực hiện quyết định tăng giá điện thì công tác ghi chỉ số công tơ, chốt chỉ số và tính tiền điện trong tháng thay đổi giá và áp giá bán lẻ điện đã thanh toán tiền điện được các đơn vị thực hiện đúng quy trình kinh doanh của tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, quy định của chính phủ. Cũng theo cơ quan này, số lượng khách hàng có địa chỉ cụ thể thắc mắc trên các phương tiện thông tin đại chúng không nhiều và đều được giải đáp đầy đủ. Bộ này đã kiến nghị thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện công tác thông tin phản ánh chính xác, khách quan, không đưa thông tin trái chiều về giá điện.